Chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Ươm Hải Đăng. Có rất nhiều bạn có nhắn tin hỏi Vườn Hải Đăng về cái cách phân biệt cây khế chua và cây khế ngọt. Thì hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách phân biệt cây khế chua và cây khế ngọt khi các bạn đi mua cây giống. Thì nhìn bề ngoài cây khế chua và khế ngọt khá là giống nhau. Nếu các bạn không tinh ý thì các bạn rất dễ mua nhầm cây giống. Thứ nhất thì các bạn có thể phân biệt qua cành cây. Thì cây khế chua thì có cành dựng và tán cây to hơn. Còn cây khế ngọt thì thường cành bé và cành nó hơi rũ xuống. Về lá khế, lá khế chua thì có lá có chét lá tổng hợp luôn có màu sáng hơn. Lá to hơn, cành mướt hơn cây khế ngọt. Còn lá của cây khế ngọt thì thường có màu xanh đậm hơn, cành xấu hơn. Lá thì nhỏ hơn và dày hơn. Cái đọt non của cây khế chua thì có màu nâu đỏ và đỏ sẫm hơn cây khế ngọt. Về hoa của cây khế thì hoa khế chua thì có màu đỏ sẫm, hoa của khế ngọt thì có màu hồng. Về quả khế, cái quả khế chua thì các bạn khi nhìn từ bên ngoài thì sẽ có kích thước lớn hơn quả khế ngọt. Các cạnh trên quả khế chua sẽ rõ và chắc sắc hơn quả khế ngọt. Nhìn về cái màu sắc thì quả khế chua thì có màu xanh nhạt hơn so với khế ngọt, thì không mọng nước như quả khế ngọt. Cái cảm nhận dễ nhất là khi các bạn ăn quả khế chua thì nó có vị chua, và quả khế ngọt thì có vị ngọt và rất là nhiều nước. Về hạt khế thì hạt khế chua thì có màu nâu, hạt khế ngọt thì gần như là có màu trắng. Trên đây là những cái dấu hiệu đơn giản nhất để các bạn có thể chọn đúng cây giống khế chua khi các bạn mua về trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.